Phần 3. Tâm và Thọ Quán niệm xứ. Mô gốc Sayado. Người có trí tuệ theo tinh thần Phật pháp thì chắc chắn phải thấy rằng tam giới này là một cõi khổ và sự có mặt trong đó là một hành trình sống khổ. Cứu cánh cao nhất của Phật giáo là quả vị la hán. Chư Phật cũng là những vị la hán. Chấm dứt vĩnh viễn mọi hình thức tái sinh trong tam giới nhưng ở đây mục đích mà tôi muốn quý vị nhắm tới không phải là quả vị la hán mà chỉ là tầng thánh thứ nhất tức quả vị tu đà khuần đức phật dạy rằng có bao nhiêu lần làm thiên vương đế thích hay chuyển luân vương tức người cai trị bốn hành tinh có nhân loại cũng không sánh được một người chứng ngộ sơ quả người chứng sơ quả chắc chắn sẽ được viên tịch niết bàn. Còn hai ngôi vị kia thì quy hoàng trước mắt mà bất trắc về sau. Tiêu chuẩn tối thiểu để chứng quả dự lưu là chấm dứt hoàn toàn thân kiến, tức không còn tiếp tục nhận thức sai lầm về uẩn, xứ, giới, đế, để cho rằng có cái gì đó là tôi, của tôi. Như vậy, muốn hết thân kiến thì phải có một cái nhìn đúng đắn về uẩn xứ giới đế pháp môn tứ niệm xứ là con đường duy nhất để nhìn đúng mọi thứ tất cả thế giới và chúng sanh trong đời không nằm ngoài hai thứ danh sắc người không học lời phật thì chỉ biết thế giới này qua cái vẻ ngoài của nó về bản chất hình dáng không gian thời gian và bao nhiêu là thứ khái niệm áp đặt khác. Từ chuyên môn gọi kiểu hiểu biết đó là cái biết qua chế định, tục đế. Cái biết của một người học Phật phải cao, phải sâu hơn vậy rất nhiều, bằng cách xuyên qua lớp vỏ tục đế để hiểu được bốn vấn đề chân đế là tâm thức, tâm sở, sắc pháp và niết bàn. Phải hiểu đúng bản chất của thế giới hiểu được bản thân mình là gì thì người ta mới chán sợ sự sanh tử, đi bỏ được thân kiến và chứng được tầng thánh đầu tiên mà cũng là quan trọng nhất trên đường hành đạo là quả vị tu đà phần. Ba tầng thánh tiếp theo tuy cao cấp hơn nhưng là những gì tự nhiên phải xảy ra như là một kết thúc bắt buộc phải có cho một vị sơ quả. Như trên tôi đã nói sanh tử là do hiểu sai về năm uẩn giải thoát là nhờ hiểu đúng năm uẩn và bốn niệm xứ là con đường duy nhất để hiểu đúng năm uẩn trong phần hướng dẫn này mục đích tôi nhắm tới là tầng thánh đầu tiên trong bốn tầng thánh và con đường hành trì nhằm dẫn đến tầng thánh đó cũng chỉ là hai niệm xứ trong bốn niệm xứ một điều quan trọng nữa mà tôi muốn nói thêm ở đây là tôi sẽ trình bày hai niệm xứ đó qua hệ thống giáo lý duyên khởi ở đây đối tượng tôi nhắm tới là những cá nhân đã có căn bản giáo lý đủ để tôi không phải nhắc lại những định nghĩa sơ đẳng về bốn pháp chân đế và giáo lý a đàm sơ cấp như vậy là khi tôi nói về bốn vô minh ba hành mười chính thức vân dân, quý vị phải tự hiểu lấy thức uẩn và thọ uẩn luôn đi chung với nhau nên phép tù tâm quán và thọ quán gần như là một tu cái này cũng gần như là tu cái kia cùng lúc và để hiểu được hai uẩn này mà không nhắc đến giáo lý duyên khởi thì là điều không thể ở đây tôi muốn quý vị cùng tôi bàn sâu một chút về giáo lý duyên khởi trong sự tồn tại của năm uẩn qua đoạn chánh tạng sau đây do dựa vào thần kinh nhãn và cảnh sắc mà nhãn thức có mặt. Ba thứ này cộng lại gọi là nhãn xúc. Do nhãn xúc mới có nhãn thọ. Từ nhãn thọ mới có sắc ái. Từ sắc ái mới có tứ thủ. Từ tứ thủ mới có hai hữu trong cõi ngũ uẩn. Từ hai khẩu này mới có sự tái sanh trong cõi năm uẩn do có sanh ra trong cõi năm uẩn mới có già chết và đau buồn theo cách của chúng sanh cõi năm uẩn đối với các căn còn lại cũng theo đó mà hiểu với những thay đổi cần thiết một hành giả tu tập pháp môn tâm quán hay thọ quán chỉ cần có chút kiến thức sơ đẳng về a tỳ đàm thì hoàn toàn có thể đọc hiểu đoạn chánh tạng trên đây và đương sự cũng sẽ hiểu rất rõ thức uẩn của mình là gồm những gì, từ đâu có? Đối với Thọ Uẩn cũng vậy. Với khả năng nhận thức này, hành giả sẽ không có cách gì tìm thấy được bất cứ một thứ gì có thể gắn liền với khái niệm tôi của tôi. Cái biết của sáu thức, sự có mặt của sáu xúc, sáu thọ vân vân, cũng đều là dựa vào nhiều điều kiện nhân duyên và tất cả chỉ tồn tại trong mỗi nháy mắt rồi diệt đi hành giả cũng thấy rõ rằng ba thọ khi không được niệm và tuệ kiểm soát sẽ trở thành điều kiện cho sáu ái có mặt ái và kiến mạnh hơn một chút thì gọi là thủ và từ tứ thủ mới có tam nghiệp tức thân khẩu ý do có tam nghiệp tức nghiệp hữu mới có sanh hữu tức tâm tái tục vào các cảnh giới do có tâm tái tục mới có sự xuất hiện đầu đời tức sanh ở mỗi kiếp sống nếu tam nghiệp là bất thiện thì nghĩa là nghiệp hữu cũng bất thiện và nếu nghiệp hữu bất thiện thì sanh hữu cũng là quả bất thiện khi sanh hữu là quả bất thiện thì chỗ ta đi về chắc chắn là bốn cõi đọa hoạt động của sáu căn giống hệt nhau và của các tâm thiện ác cũng giống hệt nhau Bên ác pháp thì ba thọ trợ duyên cho sáu ái. Bên thiện thì ba thọ trợ duyên cho năm quyền gồm tính, tấn, niệm, định và tuệ. Trong ánh sáng của giáo lý duyên khởi, không có người ác kẻ thiện, không có ai vui hay khổ, không có người sinh hay tử, mà chỉ có các uẩn, và khi thấy mọi thứ chỉ là các uẩn thì ta mới có dịp thấy rằng vì sao Thế Tôn gọi là khổ uẩn? Ở đây chỉ có các nghiệp thiện và bất thiện cùng các tâm tái tục. Chỉ có tam nghiệp qua sự tác động của tứ thủ mà không có ai là người tạo nghiệp. Hành giả sẽ thấy được rằng thiền ác và sanh tử gắn liền với sáu căn trong mỗi khoảnh khắc. Hành giả thấy được cả hệ thống duyên khởi diễn ra trong từng phút chứ không phải đợi đến đời sau kiếp khác người không học giáo lý chỉ học sơ sài thuyết tuệ quán thì chỉ biết mơ hồ hai khái niệm danh sắc hoặc thiện ác người có học giáo lý duyên khởi thì biết sâu rộng hơn chi tiết hơn cái nào là sắc uẩn thọ tưởng hành thức uẩn cái nào là nhân quá khứ quả hiện tại cái nào là nhân hiện tại quả tương lai chỉ riêng việc quan sát hệ thống duyên khởi trong lúc từng căn trong sáu căn làm việc hành giả sẽ có dịp hiểu được dòng luân hồi của mình diễn ra như thế nào nhận thức này hoàn toàn dựa vào sự có mặt của chánh niệm bản thân sự nhận thức đó chính là tuệ không là hành giả cũng không học qua giáo lý duyên khởi thì một người mẹ làm sao có thể hình dung được là mình đang bắt đầu một vòng tròn duyên khởi ngay từ lúc nghe tiếng gọi của cậu con trai mới đi học về nghe tiếng nó ở ngoài cửa. Hay vừa nhìn thấy gương mặt nó, thì người mẹ đã có thể cùng lúc dấy lên hai thứ cảm xúc là e ngại con đang mệt mỏi và niềm tin yêu muốn ôm hôn nó. Việc này trên quan điểm xã hội và pháp luật thì hoàn toàn là điều tự nhiên, không có gì làm lỗi. Nhưng trong giáo lý duyên khởi, chỉ trong mấy phút thôi, bà mẹ kia đã trải qua một chuỗi dài sanh tử từ xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, dân dân. Đối với mọi hoạt động khác của ta trong đời sống, kể cả một hành giả tinh tấn nhất, cũng luôn nằm trong dòng chảy của luật duyên khởi. Một tên gọi khác của lý nhân quả. Trong kinh cũng xác định rằng, nghe đến vị chánh đẳng giác cũng không thể chận đứng được dòng chảy sanh tử đó dùm bất cứ ai, trừ phi chính đương sự có đủ ba la mật từ tiền kiếp và sự chuyên cần sắc son ngay đời này nên nhớ trong mỗi mỗi sinh hoạt tưởng chừng đơn giản nhất của ta cũng luôn là những cơ hội xây dựng nên cái gọi là vòng tròn luân hồi chỉ có người học đạo và hành đạo mới thấy rằng trong từng phút mình đang gieo tạo chủng tự tái sinh ở các cảnh giới cảnh khổ nhiều hơn là cảnh và chỉ những người này mới có dịp để thấy rằng sanh già đầu chết luôn diễn ra trong từng phút không phải đợi đến một đời sau kiếp khác nào hết. Chỉ có những người hành đạo và học đạo mới thấy được rằng, mỗi giây phút sáu căn của mình tiếp xúc sáu trần thiền ác ra sao, sự chênh lệch giữa thiền ác của bản thân lớn đến chừng nào và khả năng đau khổ của ta luôn nhiều gấp bội khả năng an lạc. Có rất nhiều người miến điện được giới thiệu về tầm quan trọng của giáo lý duyên sinh và duyên hệ nhưng thay vì tìm hiểu ý nghĩa sâu sắc của hai hệ thống giáo lý này qua ánh sáng của a tỳ đàm thì họ chỉ học thuộc lòng hai bài tụng duyên sinh và duyên hệ để đọc mỗi ngày cầu phước nếu chỉ đơn giản như vậy thì họ không cách nào hiểu được giá trị thật sự của hai hệ thống giáo lý đó là sự lìa bỏ ngã chấp và tà kiến trong vô số kiếp luân hồi phàm phu chúng ta chỉ quen sống chìm trong các khái niệm tục đế về chúng sanh, không gian, thời gian và dạng vật, nên từ đó chỉ sống quẩn quanh trong sự chi phối của vô minh và tham ái. Hai phiền não này là nguồn cội luân hồi, muốn phá vỡ chúng. Ta bắt buộc phải học để biết về bản chất chân đế của các pháp và không cách nào tốt hơn việc học và tu niệm xứ trên tinh thần của giáo lý duyên khởi trong toàn bộ hệ thống giáo lý duyên khởi, dầu lúc học hay tu, ta không hề thấy bóng dáng của một chúng sanh hay cá thể nào mà mình có thể gọi là bản ngã, tôi hay của tôi. Từ vô minh đến lão tử là một quá trình sanh diệt của các uẩn xứ, giới. Người tu tập niệm xứ luôn có dịp để thấm thía rằng ở đâu có sanh diệt thì ở đó là ba khổ và ở đâu có ba khổ thì ở đó chắc chắn là vô ngã. Tôi không muốn nhắc lại từng chi tiết chi pháp của giáo lý duyên khởi, chỉ lấy tinh thần chung mà nói. Giáo lý duyên khởi, dù được bắt đầu từ tứ lậu, vô minh hay bất cứ chỗ nào trong 12 chi duyên khởi thì cũng chỉ ra một điều rằng cuộc sống của ta nói riêng và dòng luân hồi nói chung là một chuỗi dài tiếp nối của luật nhân quả. Nhưng ở đây có thể là thiện, bất thiện hay vô ký, và quả cũng vậy. Như vậy ý nghĩa của chữ nhân quả sâu rộng hơn của lý nghiệp báo. Ở lý nghiệp báo chỉ có nhân thiện hay bất thiện. Còn ở lý nhân quả thì khi A tác động B trong dây trò nào đi nữa thì nó cũng được gọi là nhân, và cái gì được tạo ra từ lực tác động đó thì gọi là quả, cho dầu nó là thiện, bất thiện hay vô ký. Đức Phật gọi đó là ba cách luân hồi. Phiền não luân hồi, nghiệp luân hồi và quả luân hồi. Quý vị dò kỹ lại đi. Vô minh là bất thiện và cũng là nhân tác động cho hành, tức thiện ác có đủ. Hành lại tác động cho thức, chỉ là vô ký, dân dân. Như vậy, không một thứ gì trên đời này chỉ là nhân hay quả cũng không một thứ gì trên đời này không thể là lực tác động cho cái khác, hoặc bản thân nó không chịu một lực tác động nào từ cái khác. Chính nhận thức này về giáo lý duyên khởi sẽ giúp ta thấy được rằng không một thứ gì trên đời này ngẫu nhiên mà có. Không nhờ duyên tạo và cũng không hề có một đấng tối cao nào tạo ra muôn loài dạng vật, cũng không có một cái gì còn hoài không mất nhờ hiểu biết về lý duyên khởi và ứng dụng vào pháp môn tứ niệm xứ ta cùng lúc lìa bỏ được các thứ tà kiến và ngã chấp muốn trở thành thánh nhân dù là tầng thánh thấp nhất ta cũng phải thấu suốt được giáo lý tứ đế hệ thống duyên khởi là cách tốt nhất để ta từng bước hiểu được sâu sắc hai diệu đế đầu tiên là khổ đế và tập đế mà ở đây chúng dựa vào nhau rồi tạo ra nhau. Người học và tu niệm xứ trên nhận thức duyên khởi sẽ tìm ra trong vòng quay khép kín của khổ và tập một con đường thoát chính là đạo đế. Ta thoát bằng cách nào? Hành giả biết rõ cái gì đang xảy ra là tập hay khổ đế. Biết rõ đó là tập thì tự nó sẽ biến mất. Biết rõ cái gì là khổ đế thì nó sẽ không còn là điều kiện cho tập đế có mặt tôi lấy ví dụ sáu căn là khổ đế hành giả dùng sáu căn để biết sáu trần bằng niệm và tuệ thì sáu ái sẽ không có mặt sự hành trì này buổi đầu rất khó khăn lâu dần rồi sẽ trở thành thói quen nếu ba la mật tròn đủ thì chính thói quen này là cánh cửa giải thoát của hành giả tôi nhắc lại đối với một hành giả tứ niệm xứ có học hiểu về 12 duyên khởi, thì trong từng phút vị này sẽ có dịp theo rõ toàn bộ giáo lý duyên khởi hiện hiện qua từng giây phút hiện hữu của mình. Cái này là uẩn khổ, cái này là uẩn vô thường, cái này là uẩn tập khởi dân dân. Ở đây chỉ có sanh và diệt, nhân và quả, chỉ có các uẩn, các xứ, các giới và các đế hiểu sâu được cái gì là nhân. Cái nào cũng có thể là nhân thì lìa bỏ được đoạn kiến. Biết được cái gì là quả, là vô thường, là ghép nối thì bỏ được thường kiến. Bỏ được hai tà kiến này đương nhiên là cũng lìa bỏ được thân kiến, một tên gọi khác của ngã chấp. Bỏ được hai phiền não này thì các phiền não khác cũng tự dưng được bào mòn. Chúng là ngã mạng, ganh tị, bỏng sẻn, sân hận, dục ái nhân dân. Sự lìa bỏ phiền não tạm thời của phàm Phu như vừa nói trên được gọi là Tadanga Pahana, trừ phiền não theo cách đối phó. Khả năng quan sát thân tâm theo tinh thần giáo lý duyên khởi được gọi là liễu duyên tuệ trong 16 thiền tuệ. Ngoài xứ Miến Điện, có thể rất hiếm người hiểu được và làm đúng cách quán chiếu danh sách theo giáo lý duyên khởi. Các gì thử nghĩ lại thì biết tôi có nói quá lời không? Hành giả biết đây là nhãn thức, nhãn xúc, vân dân. Đây là thọ khổ, thọ xã. Đây là ái từ thọ xã, từ thọ lạc, vân dân. Với một người có học giáo lý duyên khởi, khi nhận diện một trong những thứ vừa kể, họ sẽ hiểu được cái gì sẽ xảy ra tiếp theo. Khi ham thích cái gì, họ biết đây là ái, cũng là thủ, nghiệp hữu, vô minh, một trong ba hành. Lối hành trình này đòi hỏi quý vị bắt buộc phải có ba thứ trợ duyên là chánh tính, sada, trí tuệ, panya và tinh tấn, viriya. Nãy giờ ta chỉ nói chung chung như là phần giới thiệu về giáo lý duyên khởi và mối quan hệ với pháp môn niệm xứ. Có lẽ từ chỗ này ta phải đi vào sâu một chút cho những gì đã có căn bản. Điểm nào quý vị chưa biết thì hôm nay sẽ biết. Điểm nào đã biết thì có dịp ôm lại hoặc thêm phần sâu rộng hơn.